chào tất cả mọi người. Hôm nay là trên tay mình đang có 4 lon bơ húc. Này, nhìn 4 lon này thì chỉ có 3 lon là giống nhau đúng không? Một lon là khác nhau này. Này, do nó rất là rõ ràng. Nó là do có tiếng Trung Quốc. Và cũng xin giới thiệu với mấy bạn, đây là bơ húc Trung Quốc. Này, cái lon nó cũng khác, to hơn và cao hơn và nó chắc chắn và nhìn cứng hơn. Này, có chữ bơ húc thì phân biệt rất rõ ràng. Nhưng mà quay về với ba cái lon bơ húc này thì nếu là người bình thường thì nhìn vô là nó cảm giác nó rất là giống nhau luôn. Đấy, nhìn kỹ là mới gọi là phân biệt được. Như cái lon này ấy, thì nó còn có cái dòng chữ nước uống tăng lực ở phía dưới. Nước uống tăng lực ở phía dưới thì đây thì mình cũng dễ dàng phân biệt được. Đấy, tại vì là nó là bơ húc Việt. Đấy, bơ húc Việt thì tất nhiên là nhìn vô chữ Việt thì nhiều người là chỉ kinh doanh rẻ thì khi mà người khách dùng múa thì người ta mới yêu cầu là lại hà bơ húc Thái hoặc như thế nào thì người ta mới nhìn vào cái này lại để phân biệt thôi. Đây đó, nhìn nó cũng rất là giống nhưng mà nó khác với bơ húc Thái là ở chỗ là nó sẽ có cũng bơ húc ở trên cái này này. Đây, cái phân biệt rõ nhất khi cứ cầm thẳng vào cái này. Đây, con bơ thì nó cũng giống nhau nhưng mà bây giờ giữa hai lon này đều là hàng Thái. Đây, các bạn thấy không? Nhưng mà vì sao hôm nay mình sẽ cho các bạn coi kỹ và rõ hơn. Và mình làm cái clip này là để so sánh cho nó chuẩn mực cho các bạn đâu gọi là hàng Thái và hàng Việt. Đây. Đây nè. Thấy không? Mấy bạn thấy không? Đây. Đều là hàng Thái. Đây là mình lưu ý nhấn mạnh cho các bạn đều là hàng Thái và cái điểm khác của nó thì nói chung là phải nhìn cực kỳ nó mới rõ được. Đây là cái lon bơ húc Việt, bơ húc Thái mình mua tại Việt Nam. Mình mua tại Việt Nam năm qua, được rồi, mình uống rồi, mình có so sánh rồi nhưng mà mình chưa có thời gian để làm. Cho nên bây giờ mình làm là qua tới đây rồi là mình làm này. Đây. Nhìn nó rất giống nhau đúng không? Nhưng mà đây là hàng Thái nhập khẩu. Còn đây là hàng Thái nội địa tại vì mình đang sống ở tại Lào. Đây, mình uống cho nên mình rất là biết. Hồi đó mình uống cái loại này nó cảm giác rất dở. Nhưng mà trước đó thì mình có mang một thùng từ Lào về, mua tại Thái, từ Lào về cho nên mình biết được là cái mức của nó là rất là, nước của nó đậm thanh, ngon. Còn cái này mình uống chắc là thấy nó lạc. Cho nên mình mới có suy nghĩ là mình sẽ so sánh. Cho nên là mình mới mua một lon từ bên Việt Nam qua để Thái để mình so sánh này. Đây nét chữ này bên này này, thấy các bạn thấy không, rõ ràng không? Đây, nó nhỏ mà nó nét. Còn đây này, nét chữ bự nhưng mà nó nho nho đấy. Đây hàng nội địa của nó, hàng nội địa của nó là có cái vương miệng đây này. Còn hàng nhập khẩu lên như thế này. Đây, mấy bạn lưu ý để ý giùm mình nha. Cho nên khi mà mình mua bơ húc Việt tại bơ húc Thái tại Việt Nam, mình cảm giác là rất là rẻ hơn so với cái này một ít. Mình nói ủa chứ sao mình mua tại Lào nó cũng đã đắt rồi. Lào là tại vì nó gần chỗ mình ở, chỉ cách Thái Lan có 70 cây. Cho nên là nó xách về là toàn là hàng thật, ý là hàng nội địa. Người ta chuyển về đây dù là xuất khẩu qua Lào nhưng mà cũng được thuộc là hàng nội địa. Đấy. Còn này là hàng nhập khẩu. Cái này là hàng nhập khẩu cho nên là uống vị của nó sẽ không bằng được cái vị của này. Vị này là thật hơn, ngon hơn. Rồi. Đó là mình nó cũng nói sơ qua thôi. Còn bây giờ là mình rọt hai ly này và một cả để cho mấy bạn chia sẻ nha. Đây một ly có một nước đá. Đây. Đây là bơ húc Việt. Đây là bơ húc Việt. Đây là bơ húc Thái nội địa. Và ai muốn mua bơ húc Thái nội địa này thì mình cũng có ship về từng nơi luôn nha. Đây, mình cũng rọt ra luôn. Đó, cùng là một cục đá nhưng mà màu bên nào mấy bạn thấy không? Màu nào đậm hơn? Đây. Thấy không? Đậm hơn không? Đậm hơn bên này. So về cái điện thoại thì đôi lúc là không thấy được rõ. Đó. Nhưng mà rõ ràng là hai cái màu là khác nhau. Đấy. Đây là bơ húc Thái nội địa, còn bên đây là Thái tại Việt.
hàng xuất khẩu nhập khẩu tại Việt. Đây cho mấy bạn nhìn được rõ ràng này, hàng chất lượng của nó là thế này. Đây uống cái này chắc chắn là sẽ phải ăn ngon hơn. Hàng của Thái này á, khi nào mình uống mình phải muốn bỏ vài ba cục đá, tại vì nó đậm nhưng mà nó không hề gắt, nó rất là ngon. Nó gắt ở cái nếu mà bạn không có cầm không có bỏ đá luôn á thì nó sẽ gắt. Còn cái này là bò húc Việt, bò húc không phải bò húc Việt, bò húc Thái tại Việt Nam, hàng nhập khẩu đấy, hàng nhập cống đấy. Uống nó kiểu là cũng ngon. Rồi là nếu mà người Việt mới uống thì không bao giờ phân biệt ra, nhưng mà nó ngon cái kiểu là nhạt. Nó nhạt, còn cái này nó đậm vị. Này ngon. Cái này mà mẹ bạn bỏ thơm ngon mà đậm vị mà không bị gắt. Còn cái này thì nó cũng ngon nhưng mà nó nhạt, nhạt vị hơn. Cho nên là bây giờ mày biết vì sao là nó rẻ hơn rồi nha các bạn. Còn mình là chuyên order hàng nội địa của Thái Lan. Mẹ bạn cần mặt hàng gì thì cứ inbox Zalo cho mình 0375 932 166 số Zalo của mình. Cần mua mặt hàng gì cứ gửi hình, mình sẽ bảo giá. Ok thì mình gửi hàng, không ok cũng chẳng sao. Đấy. Mẹ bạn nói chung là mình sẽ sau này sẽ ra nhiều cái clip giới thiệu nhiều mặt hàng của Thái Lan nữa. Mẹ bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm dùng đồ bánh kẹo hoặc là nước nó của Thái Lan, có được dưa về nước sữa đậu nành rất là ngon nha. Rồi xin chào các bạn.